Dạ, xin chào quý khán giả thân trở lại với kênh Yêu Miền Tây 63 nha. Hôm nay thì mình đang có mặt tại chỗ cửa hàng của bạn Nguyễn Dị á. Thì bạn này chuyên xốp hoa tươi nè. Đó, cái bạn này thì trong bạn cho thêm mâm ngũ quả với lại bạn chuẩn bị làm kết hoa sáp này, bán ngày 20 tháng 11 ngày nhân ngày nhà giáo Việt Nam á. Thì buổi tối này công việc của bạn thì bạn làm thêm ở đây thì kết hoa nữa. Đó, này có mấy chị này phụ nữa nè. Ủa chị ơi, chị Thanh phải không? Chị Thanh hôm nay vô làm hoa phụ nữa nè. Hả? Hả? Không, đi gớm quay nó mới đẹp á. Ôi mày chi hoa đó, Dị làm rồi, bữa nay làm hoa sáp nữa. Mà Dị chơi kỳ quá, Dị chơi xấu quá, bữa nay không hú gì chơi. Hú quỳ bông vậy nè. Còn có đây chụp hình, chụp hình. Đây chụp hình chứ. Đây chụp hình chứ. Ủa bữa nay làm 20 tháng 11 hả vậy? Rồi 20 tháng 11. Rồi. Mấy cái đơn hàng một đống luôn. Rồi vậy hả? Bữa nay là đủ màu luôn hả? Cái giấy này màu hồng nè. Màu hồng phấn, màu kem với màu đen. Này hoa sáp hả? Hoa sáp là màu gì vậy? Màu hồng hả? Màu xanh dương. Rồi. Để điện thoại xuống đây xíu đi. Mượn cái bông này. Đó. Bông này thường là làm một làm cây sáp thì để bán riêng. Nè, đẹp quá. Thơm lắm luôn. Thơm không? Cho mình thử, mình thử. Tôm màu xanh dương thơm quá. Đó mà mọi người mà có nhu cầu mà 20 tháng 11 mấy bạn học sinh ở gần khu trực trường trung học cơ sở Quận Khánh thì có thể ủng hộ đi ngang thì cũng ủng hộ hai bạn này. Đó. Ơi đẹp dạ, đẹp dạ. Có khăn đóng nữa hả? Thơm không chị, thơm không? Thơm. Thơm không? Đẹp vậy. Ủa cái chị này bữa hậm làm bó hoa phải không? Bó hoa bằng tiền phải không? Không nhớ. Nó hả, bịt mặt rồi quá trời luôn. Bữa nay lộ diện ra nè. Bữa đeo khẩu trang rồi quá trời nhìn không thấy mặt. Thấy cà na bữa chung nữa hả? Rồi cho em cầm thử bó rồi. Đây. Bó về là thường bán nhiêu? 150. 150 hả? Mát dữ vậy. 150 luôn hả? Đây hoài không có hơn. Đây. Tại vì tới 150 trời. Nghệ nhân nè. Ở này nghệ nhân nè, làm cổng cưới nè, cho thêm mâm hoa. Ê cái đó đẹp vậy? Cái đó gì vậy? Phát hiện ra cái đẹp nữa nè. Hồi sáng thấy ngồi làm á, sáng đi ngang thấy làm cái này nè. Cái này là vậy nó thành vậy, nó qua tay của thằng ấy là thành vậy cho. Cái này là làm gì vậy nhỉ vậy? Cho người ta đám cưới hả? Rồi bỏ bánh vô đây chưa? Làm mẫu hả anh? Làm mẫu hả? À. Bánh phu thê. Tại bữa nào có bánh nhảy á. Mà không biết cái bánh nào sao đại. Dạ bữa nó có xô cái bánh phu thê. Đây là nghệ nhân nè. Con mấy là nghệ nhân đó nè. Người ta chửi vô mặt luôn. Qua tay con đó là chị nghệ nhân. Nói nghệ nhân với ai cũng chửi vậy hả? Ủa cái này là thành phẩm rồi hả? Nó thành phẩm những cái bông như thế này. Đó, ngày 20 tháng 10 mình tặng giáo viên tặng người thân. Hơi sáp thôi. Có cầm bông đỏ không? Ủa vừa làm vừa chơi xe luôn hả? Chị Thu bữa nay đi làm không? Chị gì? Chị Thanh hả? Chị Thanh. Dạ dạ. Đó màu xanh. Đây mọi người có đi ngang khu vực Hòa Khánh đồ lộ cái thia thì ai mà có nhu cầu mua hoa tươi á, hoa sáp gì á thì có thể ghé ủng hộ bạn Nguyên Dị nha. Địa chỉ của bạn Nguyên Dị là gần chỗ đồ lộ cái thia cạnh trường tiểu học B Hòa Khánh. Đó. Đây bạn có thể nếu mà đặt số lượng lớn thì bạn có thể giao luôn cho mình. Đây. Này rất là vui, sắp tới ngày 20 tháng 11 rồi. Đó, ngày nhà giáo Việt Nam nên đây mấy bạn tranh thủ buổi tối á, bạn Dị với bạn chị Thạch với bạn Ngân thì mấy bạn này tranh thủ làm. Ôi bó hoa màu đen của chị hả? Chị này chị gì quên rồi. Chị Mai hả? Đây. Đâu nào cũng là giả nào thiệt. Cái trắng hả? Nó khô và tàn gì đó. Sao nó khô mà tàn đâu tàn bàn. Sao nó không thiệt? Chị không thiệt. Nhưng mà nó khô rồi. Thiệt mà không khô hả? Ừ.
không có con thiệt, nhưng mà cái này ủa bên đây là mình có cái mẫu giấy mình bỏ vô hả, mũ hả, có nghĩa là nó vẫn khô vẫn xài được mà nó tươi vẫn xài được. Ủa vậy hả? Rồi. Ba người tranh thủ là sao ngố vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy ngố? Chị không biết nó làm gì luôn. Chị không biết nó là tại sao có đó luôn á. Vậy hả? Nghĩ biết. Trời ơi, bởi vậy vậy nha, đa tài quá ha. Giống như cái bông này nè, nó hồi nãy nói nó tao biết nó khô nước gì đâu. Ủa vậy là cuối cùng là bông này hay bông giả? Cái bông này là bông thiệt. Cái bông nhỏ màu trắng là bông thiệt. Cái bông đó bông sao? Bông sao hả? Bông thiệt mà là bông khô. À, bông thiệt là bông khô. Nó chính xác luôn nha, bông thiệt là bông khô. Biến tấu hả? Đi mua tươi xong rồi nhanh cây mày với cô quá. Cái em lượm về em sơn nữa. Dạ. Ờ đẹp á, xịt màu trắng cũng không thấy rồi. Gì nó cũng làm được vậy. Cái nhánh cây khô á mà nó tươi tươi ra. Nó như quỷ gì chuyện làm được chứ. Cái đó kết cũng đẹp lắm luôn cô. Không mà qua em thấy em giật mình cái bông trước á. Vậy nó nhuộm màu cái bông màu xanh nó đẹp, đúng đẹp luôn. Quyết đảo nó như là vậy. Quyết đảo nó. Quyết diễn chuyện làm được chứ. Có chị này nó tương tác tốt quá ha, nói chuyện quá trời luôn nè ha. Không có chị chắc buồn lắm á. Không có chị như vậy nó nói chuyện lắm. Nó lên list sao nó ngại quá à. Làm cắm đầu, khổ. Vui quá, buổi tối thì sớm hồi nãy em đi nghe em thấy rồi. Mà hôm nay em tưởng là có khách nên em không ghé. Em chạy em vòng. Ủa vậy rồi sao nó vậy? Kết lá rồi bọc vô hả? Còn ba cái này là cái gông ghiêu hả? Cái cỏ hả? Có rồi. Cỏ xanh xanh ha. Dạ ở đây thì bạn Nguyễn Dị chuẩn bị thêm những cái mẫu giấy này nè. Để băng gối lại thành cái bông, những cái bông đó. Đó. Thì cái này là do mình chọn màu hồng, màu đen gì đó. Tùy theo cái mẫu màu mình thích. Cái này là gói lại. Gói lại. Đó. Chị... Ê, tôi thấy màu xanh màu đẹp á gì? Sao màu đỏ quá. Ờ, màu đỏ. Dạ. Chết chết con. Mấy cái phùng bông. Đi đỏ là chừng này chỉ khó cái màu hồng này không phải màu trắng. Chắc sẵn vậy luôn hả gì? Trời ơi nó la quá. Thầy chị thầy xin cho bông hoa. Tại sao là màu hồng mà là màu đen nha? Cái gì vậy con? Cái keo này á. À lấy cùng mà keo ha. Tiến hành gói thôi. Hả? Tại sao lấy màu đen phải không? Ủa sao nãy bà nói bà chọn màu đen? Màu đen để chụp hình thôi mà. Đó áo đen đồ màu đen không ha? Áo đen bông đen. Nãy bà nội cây màu đen. Đâu đâu? Giờ làm không? Em có lấy nè. Gói vô kìa. Cái này 20 cũng có giấy đầu gói. Có đó, thì có bao nhiêu rồi mà chị. Chú. Bà đợi tôi chút rồi ba. Đẹp. Ông ma đi chơi đi về làm gì? Chở nó đi ha. Ba chú. Bạn ấy đi xe đâu? Chế nhà chị đi gì đủ gì. Giá thì tặng cho ba bông. Mời vô tặng cô giáo. Thôi mà nói, học cũng giáo tặng mời. Cô giáo gửi hai. Ủa học cô giáo người quyền tặng hả? Ừ. Tặng. Ta học 2 năm mới tặng ha. Ủa một chữ cũng là thầy. Ừ. Một năm thì khỏi tặng, và tại năm sau lên lớp 1. Bữa này ta học 2 năm rồi. Ba này kỳ. 20 tháng 10. Đây. Nó có bông thành phẩm ăn gì làm xong mình. Gắn nơ nữa hả? Đây. Đây. Biết rồi. Đó ngày 20 tháng 11 bạn gì rất là bận rộn. Trước ngày đó, buổi tối hôm đó không? Con ngồi kế bên. Ủa bữa nay ngày mấy rồi vậy? Bữa nay mới có 17. 17 mà còn 3 ngày nữa không? Dạ. Trong đây mình thì em mượn bó này chị. Chị. Em thích bó này nè. Bó này đẹp nè. Giấy này cũng đẹp nữa. Đó, bó những bó hoa là bạn chị đã làm xong rồi nè. Thấy có đủ màu luôn, màu hồng, màu đỏ, màu xanh. Đẹp.
Làm có sáu bó đó mà lấy hết.